dùng chip siêu khủng Snapdragon 865. Nhà sản xuất điện thoại thông minh xa xỉ Trung Quốc 8848 mới đây đã tổ chức một sự kiện tại Bắc Kinh để giới thiệu loạt smartphone cao cấp mới nhất. Trong số các smartphone được giới thiệu, chiếc 8848 Titanium M65 g được biết đến là điện thoại thông minh đầu tiên được trang bị con chip Snapdragon 865. Con chip còn chưa được Qualcomm ra mắt. Chip Snapdragon 865 dự kiến được Qualcomm chính thức trình làng vào tháng 11 tới và có thể nó sẽ được trang bị cho loạt flagship năm sau. Thông tin chi tiết về chip đặc biệt này vẫn chưa được Qualcomm tiết lộ. Tuy nhiên, nó được cho là sẽ mang lại hiệu năng khủng khiếp. 8848 đã vượt qua các đối thủ khi công bố chiếc smartphone của mình được trang bị Snapdragon 865 đầu tiên. Mặc dù, cũng phải tới năm 2020, những chiếc Titanium M65G đầu tiên mới đến tay người dùng. Ngoài việc được trang bị chip khủng, Titanium M65G cũng được giới thiệu với thiết kế sang trọng và cấu hình rất mạnh với RAM 12GB, bộ nhớ trong một thương bình, và camera chính có độ phân giải 64MP nhưng có thể chụp bức ảnh lên tới 100MP. Titanium M65G được thiết kế với mặt lưng làm bằng da cá sấu và mạ vàng các chi tiết nổi bật. Nó còn được trang bị cả chiếc đồng hồ cơ ở mặt sau. 8848 cũng tiết lộ rằng, chủ nhân của chiếc Titanium M65G được cung cấp dịch vụ trợ lý cá nhân là người thật. Trong khi các hãng smartphone khác đều dùng trợ lý ảo dựa trên AI, giá của Titanium M6 5G vẫn chưa được công bố.